Thưa quý vị, sau một thời gian bị gián đoạn tiêm chủng do việc cung ứng nhiều loại vaccine bị chậm, mới đây Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tiếp nhận, bảo quản vaccine, sẵn sàng tổ chức tiêm bù và tiêm cho trẻ đến lịch tiêm chủng năm nay. Để bảo đảm không sót đối tượng, nhanh chóng tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ, các địa phương đã rà soát lập danh sách đối tượng tiêm chủng mở rộng năm 2023 chưa được tiêm và đối tượng đến lịch tiêm chủng năm nay để đề xuất vaccine. Chúng tôi thiếu khoảng 1.700 liều vaccine 5 trong 1, vaccine DBT tức là trẻ trên 18 tháng thì khoảng 900 liều và các vaccine khác thì về cơ bản thì đáp ứng gần đủ, khoảng gần 90% rồi. Đến nay, các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đã đề xuất cung ứng gần 120.000 liều vaccine các loại để tiêm bù cho trẻ năm 2023 chưa được tiêm chủng, đề xuất cung ứng hơn 1 triệu liều để tiêm chủng mở rộng năm 2024. Nhu cầu vaccine trong đợt này là trên 2.900 liều. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận vaccine, bảo quản vaccine, bàn giao vaccine và tiến hành tiêm chủng. Do cùng lúc có trẻ tiêm bù mũi và tiêm theo lịch, số trẻ đến tiêm chủng sắp tới sẽ tăng. Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát, tiến hành tiêm đúng, tiêm đủ cho trẻ, bảo đảm an toàn từ khâu chuẩn bị khám sàng lọc cho đến việc tổ chức tiêm và theo dõi sau tiêm. Thưa quý vị, cứ vào dịp Tết đến xuân về, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản được tổ chức tại 4 xã biên giới ở Đắk Lắk. Năm nay, chương trình có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như tặng nhà đại đoàn kết, trao quà, tặng bánh chưng cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, các cháu học sinh trong chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho bà con ở hai huyện biên giới Ea Súp và Buôn Đôn. Năm mới Tết đến mà được tổ chức như thế này thì bà con rất là vui, được đoàn kết. Nói chung là sau những buổi đi làm mệt mỏi của một năm trôi qua, xong là được tụ tập lại với nhau. Đây là một cái không khí rất là vui. Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi các gia đình chính sách, động viên các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mục tiêu chung tay vì một mùa xuân no ấm, một cái Tết sum vầy cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã biên giới. Nhằm chia sẻ phần nào với những khó khăn của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới và tích cực động viên, tri ân với những cái hoạt động của đồng bào các dân tộc đối với sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản là hoạt động thường niên được Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức vào dịp cuối năm nhằm chung tay chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, người uy tín trong cộng đồng, người nghèo trên địa bàn các xã biên giới, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi vùng biên. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 12 tháng 1 đã thông tin về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo kế hoạch, trên địa bàn thành phố có tổng số 30 điểm bắn pháo hoa với 32 trận địa, trong đó 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân thủ đô nhân dịp Tết cổ truyền. Thời gian bắn 15 phút. Thành phố yêu cầu sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, triển khai thực hiện kế hoạch chặt chẽ, cụ thể, tổ chức bắn pháo hoa đúng chương trình, thời gian quy định, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố, chuẩn bị chú đáo về mọi mặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị trước, trong và sau khi bắn pháo hoa. Thưa quý vị, Hà Giang là nơi có đồng bào Mông sinh sống đông nhất cả nước, chiếm tỷ lệ 33% dân số toàn tỉnh. Vào dịp tháng Chạp, khi mọi người còn đang tất bật với công việc cuối năm, thì cũng là lúc người Mông trên miền cao nguyên đá ăn Tết theo phong tục độc đáo của dân tộc mình, tham gia các hoạt động tín ngưỡng tâm linh truyền thống và các trò chơi văn nghệ dân gian đặc sắc trong dịp lễ Gầu Tào. Dân tộc Mông là dân tộc có đời sống tinh thần tâm linh rất phong phú và đa dạng, tạo nên truyền thống văn hóa Mông với rất nhiều nét đặc sắc. Hội Gầu Tào là nghi thức đón Tết cộng đồng của người Mông với ý nghĩa cầu xin thần ban phúc cho dân bản. Sau khi cây nêu được dựng lên, thầy cúng, cúng báo cáo, mời thần linh và tổ tiên xuống vui hội Gầu Tào cùng con cháu. Bắn nỏ về phía mặt trời lặn là để mọi điều không may mắn trong năm cũ sẽ theo đó bay đi, đón chào những điều tốt đẹp trong năm mới.
Chúng tôi cầu mong một năm mới chăn nuôi thuận lợi, mưa thuận gió hòa để trồng cấy, con cháu làm ăn phát đạt. Sau phần lễ là phần hội với nhiều hoạt động sôi nổi như múa khen mông, hát giao duyên, hội thi điệu nước lên núi tái hiện lại nếp sinh hoạt xưa kia, cùng nhiều trò chơi dân gian đậm đà bản sắc. Từ đó tạo một không khí rộn ràng, náo nhiệt khắp bản làng, thu hút nhiều du khách tìm đến khám phá nét văn hóa bản địa. Thông qua những cái trò chơi và những cái câu hát do giao duyên đấy thì có thể làm tôi gợi nhớ lại và những cái nét văn hóa đặc trưng của người Mông tôi ạ. Để tiếp tục là phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cũng tuyên truyền nhân rộng cái giá trị văn hóa trên địa bàn toàn huyện, đến với bà con nhân dân biết được những cái lễ hội truyền thống của dân tộc mình. Do đó huyện đã tổ chức lễ hội Gầu Thào với quy mô cấp huyện để nhằm quảng bá du lịch trên địa bàn huyện Yên Minh cũng như là tỉnh Hà Giang. Là một lễ hội đặc sắc gắn với thời gian ăn Tết theo lịch cổ truyền của người Mông, lễ hội Gầu Tàu chính là tín hiệu báo hiệu một mùa xuân mới đã về trên miền cao nguyên đá, đồng thời là điểm nhấn trong hoạt động sinh hoạt văn hóa, là không gian độc đáo để du khách mọi miền đến trải nghiệm về văn hóa đón Tết của đồng bào Mông nơi dẻo cao, vùng cực Bắc.